cho mình những vị trí đứng trên cuộc đời này, những chỗ ngồi xứng đáng trên cuộc đời này. Nhưng hình như chúng ta đang đối xử với cuộc đời mình giống như cách các anh chị đang đi sáng nay. Những bước đi sợ hãi, những bước đi mệt mỏi, những bước đi không biết mình đang đi để làm gì. Những cảm xúc tệ hại và tiêu cực. Và những bước đi thấy đường nhưng dường như cũng không biết rõ về tương lai của mình sẽ đi về đâu. Và đó là thứ chúng ta đang đối xử với cuộc đời này, chính cuộc đời chúng ta, chính tương lai của chúng ta. Tôi chỉ cảm thấy rằng tôi sinh ra trong cuộc đời này, trách nhiệm thì cũng giống như các bạn thôi, cũng là một người con, một người vợ, một người mẹ. Tuy nhiên, tôi còn có một cái sứ mệnh cao cả hơn, đó là giúp cho rất nhiều người phụ nữ. Quay trở lại, chúng ta cảm thấy trống rỗng bởi vì chúng ta mất một vài yếu tố tu thân, thề gia, rồi mới công hiến. Công hiến ở đây là làm việc và ảnh hưởng đến người khác, truyền cảm hứng cho người khác. Nhưng các anh chị phải tu thân xong, thân tu chưa xong, gia đình chưa ổn thì các anh chị không thể nào làm việc ảnh hưởng, hướng dẫn người khác. Nếu như bố mẹ có tiền để con có một cửa hàng giày dép bên cạnh mẹ, nhưng chỉ vì không có mà con gái cũng không nói. Người đâu ba phải sống trách nhiệm nhiều hơn, trách nhiệm trong mỗi quyết định, những sự lựa chọn của ta, những hành động và công việc của chúng ta. Và tự chủ được cái lượng sự lựa chọn đấy thì chúng ta sẽ trách nhiệm. Sống mới, tôi cam kết tăng giá trị của bản thân lên gấp trăm lần. Tôi cam kết đi tiếp và thời gian tới sẽ tốt đẹp hơn. Tôi cam kết nỗ lực và nỗ lực.